Bạn đang xem review trên kênh Nghiện Đam Mỹ. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Chan Son xinh đẹp cải trang thành alpha, kết hợp với ba alpha đẹp trai, thành nhóm nhạc 4A, đang ịt ịt với một tiền bối, thì bị bắt gặp và rồi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra? Cùng đón xem tiếp nhé! Chan Son để nuôi em trai, phải che giấu danh tính của Omega, tham gia nhóm nhạc thần tượng 4A, lấy 4 người alpha có khuôn mặt xinh đẹp, làm người đứng đầu. Ngay khi ra mắt, 4A đã quét sạch các bảng xếp hạng và lễ trao giải. Một kỷ lục đáng kinh ngạc, tại một lễ trao giải, Chan Son đang trong thời kỳ phát tình nên bị ngất ngay trên sân khấu. Lúc mở mắt hắn đã nằm ở bệnh viện và nhận được lời cảnh báo nghiêm túc của bác sĩ. Nguyên nhân ngất xỉu bạn nên biết rất rõ, sử dụng quá mức chất ức chế, cậu suýt chết, biết không? Chan Son lúc đầu sợ hãi, sau đó lại là ủy khuất giải thích. Bởi vì tôi vội vàng ra mắt, công ty nói sẽ đưa tôi vào một nhóm toàn alpha, vì vậy tôi đã giấu mọi người danh tính của tôi là Omega. Vài lời của bác sĩ khiến cho Chan Son hoàn toàn chết lặng. Rất tiếc phải thông báo cho bạn, do sử dụng quá nhiều chất ức chế, sau này bất kể thế nào cũng vô dụng với bạn. Muốn tiếp tục che giấu thân phận Omega, bạn phải thường xuyên quan hệ với alpha. Pheromone hữu ích hơn bất cứ thứ gì. Mệt mỏi về đến ký túc xá một mình. Không có ai ở đây, xem ra mọi người đều rất bận. Lần này tệ quá, thần tượng làm sao có thể tùy tiện quan hệ với alpha khác chứ? Đang lo lắng thì điện thoại di động của Chan Son đột nhiên đổ chuông. Lại là người tiền nhiệm công ty luôn quấy rầy anh ta, đang tâm trạng không tốt định chặn hắn ta. Đột nhiên Chan Son nảy ra ý tưởng. Đang lo không tìm được alpha phù hợp, thật sự muốn cái gì là có cái đó liền. Mặc kệ người xấu một chút cũng được, miễn là giúp mình sướng và hết kỳ phát tình là được. Vừa tìm thấy một chút cảm giác, nhưng đột nhiên bị gián đoạn. Quay đầu lại liền nhìn thấy Te Ha đang nhìn, khiến Chan Son đổ mồ hôi hột. Nắm lấy cổ áo của người tiền nhiệm xấu xí. Xin vui lòng giải thích tình hình hiện tại là gì? Chan Son mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Tiền bối xấu xí là người duy nhất biết bí mật nhỏ của hắn. Bí mật này không thể bị phơi bày. Vội vàng tiến lên ngăn lại. Te Ha, anh ta là tiền bối của lúc trước, ở công ty cũ cao cấp hơn chúng tôi. Te Ha sợ là bị bẩn tay, giống như vứt bỏ đối phương. Thì ra là gã theo dõi cậu. Tôi không coi loại người này là tiền bối. Đối mặt với người đàn ông xấu xí này, hắn liền tùy tiện nói một câu khinh rẻ để an ủi tiền bối. Anh không cần phải quan tâm lời nói của anh ta. Anh ấy thực sự rất tốt. Hành vi bảo vệ rõ ràng này, đàn anh xấu xí thậm chí còn tức giận hơn. Vừa muốn bấm cái gì đó, pheromone cấp cao được giải phóng không thở được, sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Đối mặt với Te Ha lúc này, Chan Son cũng muốn chạy trốn. Bị Te Ha nhìn thấu rồi. Nào, chúng ta hãy nói về chuyện vừa rồi. Cậu là alpha, tại sao lại tìm một alpha khác để quan hệ trong ký túc xá? Lúc đầu tôi tưởng anh bị ép buộc, nhưng từ phản ứng của anh, có vẻ không phải vậy. Vì vậy, tôi đã nghĩ về nó. Cậu có thực sự là alpha như chúng tôi không? Mồ hôi lạnh cay đắng lập tức trượt xuống. Cố gắng ngăn chặn sự hoảng loạn bên trong. Nếu tôi không phải là alpha, sao lại ra mắt với tư cách là 4A? Vừa rồi, tôi là vì muốn thử xem mùi vị như nào thôi. Te Ha im lặng trước lời giải thích như vậy. Holy moly, alpha không thử cái này. Chan Son lấy cớ rất buồn ngủ muốn đi ngủ rồi. Vừa đi hai bước là bị Te Ha chặn lại rồi. Chan Son nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu muốn làm gì? Tôi đâu có làm. Có chuyện gì vậy? Te Ha cũng không khách khí, trực tiếp dí cây dùi cui vào. Lờ thần tượng, quan hệ trong ký túc xá có bình thường không? Giây tiếp theo sắc mặt của Chan Son liền thay đổi. Trong thời kỳ phát tình, sao có thể chịu được sự khiêu khích này? Chan Son liền lấy cớ chạy đi kiếm quần. Khi Chan Son vẫn còn đắm chìm trong niềm vui tìm được cái quần, Chan Son liền nghe thấy tiếng đập cửa sau lưng. Chuyện gì vậy? Hắn tức giận sao? Sau khi tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa vào mông thì thấy Du Gon đã trở về ký túc xá. Du Gon quan tâm đến đây lau tóc cho Chan Son. Hôm nay vừa xuất viện, sức khỏe ổn chứ? Em có muốn anh giúp em sấy tóc không? Ngủ trực tiếp như vậy sẽ bị cảm lạnh. Đột nhiên có một tiếng động lớn, một bóng người khổng lồ xông vào, giữa hai người ôm lấy Chan Son. Thật tuyệt khi anh Chan Son còn sống, bởi vì lịch trình không thể đi thăm bệnh. Anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không? Thật là một con chó lớn đáng thương. Đang tình cảm thì Du Gon làm gián đoạn. Quản lý mới nhắn tin, ngày mai ghi âm đổi sang sáng rồi, em ra mọi người phải đi ngủ sớm. Chan Son nói mình cũng muốn về đội. Hắn nghĩ hôm nay cũng đã hấp thụ pheromone của alpha, chắc là không còn ngất xỉu nữa rồi. Sau khi vẫy tay tạm biệt, mọi người sẽ về phòng nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua cửa phòng Te Ha, nghe thấy bên trong phát ra âm thanh kỳ lạ. Mọi người cứ tưởng anh ta ra ngoài rồi, một mình lén lút làm chuyện xấu trong phòng. Chan Son vẫn cảm thấy muốn nói với Te Ha, lịch trình ngày mai thay đổi, rồi gõ cửa phòng Te Ha. Nhưng đợi nửa ngày cũng không ai mở cửa, rõ ràng nghe thấy bên trong có âm thanh lạ. Ngay lập tức cánh cửa được mở, Te Ha ló đầu ra hỏi có chuyện gì. Nghe Chan Son thông báo thay đổi lịch xong, Te Ha liền đóng cửa tiễn khách. Chan Son lại không biết sống chết chất vấn, sao lại phớt lờ chúng tôi? Kết quả bị đối phương uy hiếp, khí thế bị chấn động. Nhớ kỹ, sau này đừng nói chuyện riêng với tôi, chuyện hôm nay tôi coi như không nhìn thấy. Chan Son liền bị khựng lại, thật là một gã thô lỗ, đá mạnh một chân cửa phòng đối phương, tức giận bỏ đi và tự an ủi mình, tức giận thì có ích gì. Bầu không khí trên đường hoạt động ngày hôm sau đặc biệt nặng nề. Đội trưởng Du Gon hỏi hai người có cãi nhau không? Trên đường đi đang hờn dỗi, thật sự không thể kìm được nữa, tức giận thì phải tố cáo, nói xong một nửa lại lui lại, suýt nữa thì nói lỡ rồi. Du Gon bày tỏ nghi ngờ hơn, không cho hắn hỏi thêm, tới địa điểm rồi. Đối mặt với truyền thông và người hâm mộ, họ liền nở nụ cười xã giao và chào hỏi mọi người, ngay lập tức dẫn đến những tiếng la hét. Nghe này, đám đông đang la hét Te Ha quá đẹp trai. Chan Son chỉ bĩu môi khinh thường, đẹp trai thì có ích gì, hắn là tên khốn, bảo tôi đừng nói chuyện với hắn. Người hâm mộ của Chan Son thấy sao biểu cảm của hắn lại xấu xí như vậy. Du Gon nghe được tiếng xì xào của đám đông, chủ động đi đến bên cạnh Chan Son, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đó, năm bừa bóp vừa cười ha hả nói ô, rất mềm, có thể kéo dài. Anh Du Gon, anh không cần phải làm chuyện này, đã rất phổ biến rồi phải không? Em nghĩ tôi là để tăng sự nổi tiếng, vừa mới làm vậy sao? Anh chỉ lo cho em thôi. Hành động này lập tức dẫn đến một trận hét lên. Chan Son đỏ mặt thật dễ thương. Đèn flash tất cả đều nhấp nháy vào Chan Son. Du Gon cũng thuận thế đặt lên vai hắn. Người hâm mộ có vẻ thích chúng ta gắn bó với nhau, vì người hâm mộ, chúng ta phải ở bên nhau nhiều hơn. Đối mặt với người anh trai ấm áp như vậy, Chan Son toàn thân khô nóng, con cừu dựng đứng. Bốn thành viên tràn đầy năng lượng nhảy nhót hát trên sân khấu, tặng người hâm mộ một bữa tiệc nghe nhìn tuyệt vời. Sau buổi diễn, mọi người tụ tập ở phòng trang điểm tẩy trang nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị đặt món ăn thì phát hiện Chan Son không có ở đây. Hắn có rất nhiều thứ không ăn, cho nên Du Gon quyết định đi ra ngoài tìm một chút. Chan Son lúc này đang trốn ở góc cuối hành lang, thì thầm nói chuyện điện thoại với dì chăm sóc em trai. Chan Son đi nhà trẻ chưa? Nhớ thằng bé ghê, con phải làm việc chăm chỉ hơn để nuôi em trai. Đừng lo lắng về việc ngất xỉu, đến bệnh viện không có vấn đề gì lớn. Các thành viên đều là alpha, dì đừng lo lắng, phải giấu mãi mới được. Cháu là omega, nếu bị phát hiện sự nghiệp ca sĩ của cháu có thể kết thúc. An ủi gì, cúp điện thoại đi, xem ảnh với em trai. Và có hàng ngàn suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng gọi phía sau làm Chan Son giật mình. Anh đứng đó khi nào? Du Gon thì vẻ mặt như không có chuyện gì. Trái tim của Chan Son mới buông xuống một chút, chắc là không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và dì. Du Gon theo thói quen khoác lên bờ vai của Chan Son. Em đói chưa? Em muốn ăn gì? Chúng tôi muốn đặt hàng. Chương trình hôm nay thế nào? Cờ khó khăn nhớ nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Du Gon vẫn quan tâm đến anh ấy như thường lệ, sau khi quan sát lời nói và hành động của đối phương, Chan Son cuối cùng cũng buông xuống. Anh Du Gon quả nhiên không nghe thấy, thật tuyệt vời. Du Gon cười nói giúp cho Chan Son bớt căng thẳng, nhìn bóng lưng của Chan Son trở về phòng nghỉ. Trên mặt Du Gon lộ ra một nụ cười bí ẩn. Điều này thật tuyệt vời, Cung Te là em út của nhóm, là phân cứng của Chan Son. Đặc sản của Cung Te này là khả năng thể chất, thích nhất là dùng sức lực để giải quyết mọi việc. Người thích ăn nhất lại không dám ăn dưa chuột. Lần nào Chan Son cũng cười anh ấy, trẻ 7 tuổi không dám ăn dưa chuột. Cung Te xấu hổ trả lời rằng tôi không phải là bạn nhỏ. Chan Son lại càng trêu thêm, lần trước còn nói rượu cháy rất đắng, uống một ngụm là nhổ ra, không phải bạn nhỏ, hương vị là gì? Cung Te vội vàng chứng minh cho Chan Son, đó là ngày xưa, bây giờ tôi rất giỏi uống rượu. Chan Son sờ mặt xoa dịu Cung Te. Vậy tối nay có muốn uống với tôi không? Đuôi của Cung Te lắc lên ngay lập tức. Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ cho anh thấy tôi uống nhiều như thế nào. Chan Son nhiệt tình mời Du Gon cùng nhau, đáng tiếc đối phương có quay phim không thể tham gia. Cung Te đứng dậy mời Te Ha, liền bị Chan Son chặn lại, thì thầm, hôm nay chỉ có hai chúng ta uống thôi. Te Ha thật ra không thích uống rượu, Cung Te rất nghi hoặc, rõ ràng lần trước rất có thể uống được. Te Ha nghe rõ câu chuyện liền để nét mặt biểu cảm, nhìn hai người thì thầm, hôm nay tôi không đi được, buổi tối hẹn phòng khám bệnh viện, đến chỗ chú tôi để kiểm tra sức khỏe. Chan Son không phải là không cho tôi nói chuyện với anh ta sao? Nói cho tôi biết tại sao. Sau đó lại toàn mặt sủng ái sờ Cung Te, mong chờ đêm nay. Cung Te ngượng ngùng cúi đầu, mặt lộ ra một chút nghi ngờ, nói một câu được rồi. Đương nhiên dựa vào cái là Cung Te liền say, không hổ thẹn là thích dùng sức lực giải quyết. Cung Te liền gạ gẫm Chan Son ở lại ngủ cùng. Te Ha sau khi bắt gặp Chan Son đang quan hệ thì bị tác động trực quan và tâm lý nghiêm trọng, hắn không thể kiểm soát cơ thể mình, phải đi kiểm tra sức khỏe. Chú nói với anh ta, kết quả kiểm tra rất bình thường. Te Ha cũng yên tâm rồi, vừa định đi thì bị chú gọi lại. Tối qua có chuyện gì xảy ra với bạn không? Từ báo cáo khám sức khỏe, tối qua chất lượng pheromone của bạn tăng vọt. Mức độ biến động này chắc là sẽ dụ bạn vào một gậy bẫy mới đúng. Te Ha cũng là hiểu rõ. Lý do tôi không thể kiểm soát bản thân đêm qua. Chú nói rằng một alpha như anh ấy, sau khi trở thành thần tượng, thật tuyệt vời khi phải chịu đựng mãi mãi. Nhưng chính xác thì điều gì khiến thông tin trở nên điên cuồng? Bạn đã gặp Omega của mình chưa? Vừa định phủ nhận đột nhiên nhớ tới tối qua, biểu cảm lập tức thay đổi, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng. Bác sĩ, tôi có một điều tò mò, alpha cũng có thể tìm alpha sao? Chú bác sĩ nộ khí sung thiên la, cấu trúc cơ thể của alpha không giống với omega. Nếu bị vậy chỗ đó sẽ rất đau, mặc dù cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng sao anh lại hỏi vậy? Không đợi bác sĩ nói xong, Te Ha đột nhiên đứng dậy muốn rời đi, để lại một câu giúp tôi chào hỏi người nhà, đi mà không quay đầu lại. Chỉ để lại bác sĩ đang ngơ ngác. Sao anh lại tò mò về chuyện này? Trên đường về nhà, tâm trạng Te Ha càng lúc càng không ổn, điều tương tự cũng xảy ra cách đây 5 năm, đang luyện tập với anh ấy. Đột nhiên toàn thân nóng, trong nhóm không có omega, sao đột nhiên lại phát tình? Khi Chan Son tìm thấy anh ta, Te Ha cảm thấy cơ thể nóng hơn. Nhưng Chan Son đối diện với mình mà không bị ảnh hưởng sao? Te Ha cảm thấy như mình hiểu ra điều gì đó. Ai có thể nghĩ Cung Te em út, khi say vào lại trở thành một con người khác. Hẹn nhau uống chút gì đó, hai người vui vẻ tận hưởng thời gian nhàn nhã. Chan Son không quên khen ngợi Cung Te, tiểu lượng quả nhiên tiến bộ rất nhiều, sẽ không như lần trước, vừa uống một ngụm là toàn bộ nôn ra. Cung Te xấu hổ trả lời, tôi không có. Đó là lần đầu tiên người ta uống không biết mùi vị, cờ hờ ơ nên mới vì sắc đẹp mà đả kích. Hắn bốc đồng uống hết một chai, lau đi vết rượu chảy ra dưới cằm. Kết quả một giây sau cả người như một tiếng rơi xuống, căn bản không thể đánh thức loại đó. Chan Son chỉ có thể dùng thân thể nhỏ bé mỏng manh của hắn nhẹ nhàng kéo gã to lớn đến phòng hắn. Nhìn người đang ngủ không khỏi cảm thán, thằng nhóc này từ khi nào lớn thế. Ngay lập tức Chan Son bị Cung Te chụp tay lại, rồi tôi thấy Cung Te gọi tên hắn, cười khúc khích, sau đó một cái kéo người đến thân. Anh à, tối nay có muốn ngủ với em không? Chan Son lúc này vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm, chỉ cảm thấy trước mặt Cung Te say rượu sao lại thích làm nũng như vậy. Bình tĩnh vài câu thì phải ra ngoài dọn dẹp phòng, kết quả trực tiếp bị Cung Te kéo vào lòng. Sau đó Cung Te tụt quần Chan Son xuống, Chan Son bị giật mình, còn Cung Te thì đang sụp cho Chan Son. Sụp xong thì Cung Te móc con cá trà bạc ra nói, Chan Son làm cho mình. Chan Son hết hồn con trồn, gì mà bự thế, giống như cây dùi cui. Chuẩn bị cho một đêm hoan lạc, đang cảm thấy hơi lo lắng thì cả người Cung Te ngã xuống giường và bắt đầu ngáy khò khò. Vào thời điểm quan trọng này, anh ấy đang ngủ. Chan Son đeo một đôi mắt gấu trúc đến sáng, cảm thấy mình thật sự muốn chết. Cung Te sau khi tỉnh rượu nhất định sẽ hối hận, nếu biết anh là omega, làm sao có thể làm chuyện này với tôi. Để không phát ra thêm vị ngọt, anh ấy nhặt nước hoa do một người hâm mộ tặng, tự mình là một trận phun điên cuồng để chống lại kích thích tố đến cùng. Bỏ xuống chỉ còn lại nửa chai nước hoa, âm thầm thề phải nhanh chóng tìm ra giải pháp, không thể tiếp tục như thế này. Cuối cùng bước đi nặng nề ra ngoài kiếm ăn, mở cửa là nhìn thấy con chó lớn dính người tối qua, đang hưng phấn đứng ở cửa, tặng món súp đánh thức tình yêu, một bộ dáng dễ thương cầu khen ngợi. Chan Son vẻ mặt lúng túng nói câu, em thật tuyệt vời. Nhìn con chó lớn đang ngâm nga một bài hát nhỏ vui vẻ đi nấu mì, Chan Son thật sự không hiểu nữa, tự nhiên như vậy rốt cuộc là quên rồi, hay giả vờ không biết, hay là chính mình tối hôm qua nằm mộng xuân mà thôi. Chan Son quyết định không thể bỏ qua như vậy được, hét lên hết sức có thể, đừng giả ngu nữa. Cung Te đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc xin lỗi thừa nhận sai lầm, sau đó lại là một mặt mờ mịt suy nghĩ nói ra, hôm qua em không nhớ gì cả, buổi sáng phát hiện quần áo đều đổi một bộ, tôi có nôn lên người anh không? Chan Son vẫn đang suy nghĩ về tính chân thực của câu chuyện, đột nhiên bị Cung Te ôm, xin lỗi anh trai tội nghiệp, tôi thật sự sai rồi. ANH muốn em làm gì cũng được, nếu không anh nhổ vào quần áo của em cũng được. Chan Son thở phào nhẹ nhõm, dường như thật sự là quên rồi, vừa xong chuyện này lại phải đối mặt với một cái khó khăn hơn, gã đó không dễ lừa như Cung Te, vừa gặp đã ngửi thấy trên người anh ta. Chan Son vội vàng đẩy người ra, lại bị đối phương hỏi trên người rốt cuộc là mùi gì. ALPHA chất lượng cao, có tốt như vậy không? Nửa chai nước hoa không thể che giấu hương vị ngọt ngào của Omega sao? Giây tiếp theo liền thấy Te Ha vẻ mặt ghét bỏ nói, cậu đã xịt bao nhiêu nước hoa, xịt đến người đau đầu. Còn cười hắn như đứa nhỏ ăn trộm, nước hoa của bố cũng giống như vậy. Lời giải thích và sự tức giận là do người hâm mộ gửi, không ngờ lại đổi lại một trận cười nhạo từ Te Ha. Người hâm mộ tặng là có thể phung phí không? Bạn sợ không phải là bạn đã phun hết nửa chai lên người rồi phải không? Nội tâm của Chan Son bị 100 điểm đả kích. Ha một người cãi nhau xong miệng mở chế độ làm việc, nhìn Chan Son nghiêm túc hát. Te Ha rơi vào trầm tư, sao lại xịt nhiều nước hoa thế? Hắn cũng không thể kiểm tra thân phận thật sự của hắn. Sau khi ghi hình xong, Chan Son để lại cho Te Ha một khuôn mặt nhăn nhó thật to, vui vẻ đóng cửa rời đi. Te Ha liền thở dài, có vẻ như vậy trực tiếp hơn, kiểm tra danh tính thật của anh ta. Chuẩn bị về nhà, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn nghi hoặc nhìn về phía trong nhà, không xem không sao đâu. Thấy hồn suýt nữa thì sợ bay mất. Tại sao tiền bối lại nói chuyện với đội trưởng nhóm? Trước đây hình như đã thấy ảnh của họ rồi. Hình như là một thực tập sinh, nhưng tiền bối đã đổi công ty rồi. Sao hôm nay đột nhiên lại đến đây? Chẳng lẽ là muốn vạch trần thân phận Omega của hắn sao? Cảm giác tham lam, phải ngăn hắn lại, không ngần ngại đột nhập, giải thích bản thân đúng đường. Sao hai người lại ở bên nhau? Du Gon giải thích hắn có việc đến công ty chúng ta, mọi người đều biết, cùng ăn trưa nào. Vừa nói xong, điện thoại trong túi vang lên. Du Gon đành phải để hai người nói chuyện trước một lát, anh ấy sẽ quay lại ngay khi nhận điện thoại. Chan Son khẩn trương hỏi đối phương, tại sao lại quay lại đây? Học trưởng xấu xí tháo mặt nạ thân thiện ra, thay đổi khuôn mặt xấu xí ban đầu. Tôi muốn nói về việc bạn là Omega, nói với công ty bạn. Có phải rất mong chờ không? Chan Son bị đối phương bóp nghẹt. Nếu như bị công ty biết mình, chắc chắn sẽ bị sa thải. Nắm tay đối phương, cầu xin đừng nói ra. Tiền bối xấu xí sốt ruột bỏ tay Chan Son ra, biệt vậy thì nên cư xử tốt. Bây giờ đã quá muộn rồi, thời gian để chơi như một alpha thực sự khó khăn cho bạn. Cơ thành viên trong đội đều bị anh lừa. Chan Son ủy khuất nhìn cái bóng tàn nhẫn kia, quỳ xuống khóc và nói, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe điện thoại trả lời tin nhắn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo tôi làm ơn đừng tố cáo tôi. Tiền bối xấu xí lộ ra nụ cười gian xảo thành công, bạn sẽ không hối hận phải không? Chan Son hứa chỉ cần anh không nói, tôi nhất định sẽ không đổi ý. Du Gon gọi điện thoại hơn 1 tiếng mới xong, treo điện thoại lên, thấy tin nhắn của Chan Son. Min Jun đưa anh ta về trước, hoàn toàn quên mất còn có hai người đang chờ hắn, nhưng hai người họ khi nào thì tốt như vậy? Gã đó có vẻ không phải là người tốt. Tiền bối xấu xí không những không phải người tốt, lại còn là một kẻ bị yếu sinh lý. Đưa Chan Son lên xe để chén, mới nhấp được mấy phát đã ra. Tốc độ nhanh hơn cả người bay, đã khiến Chan Son kinh ngạc. Chan Son cầu xin tiền bối xấu xí giúp anh ta, đổi lại một trận cười nhạo. Tôi không đưa cậu đến đây để thỏa mãn cậu, là để anh thỏa mãn tôi. Bạn tự nói gì cũng sẵn sàng làm. Chan Son còn muốn tranh thủ cho mình trong thời gian phát tình, cuối cùng vẫn là bị vô tình xuống xe. Không lên không xuống, Chan Son đáng thương, vừa đi vừa an ủi chính mình. Dù sao đi nữa, tôi có thể tiếp tục che giấu danh tính của mình, nhưng mà thân thể mình hình như đang sốt. Không phải là nhận được một chút pheromone là được sao? Sao trong lòng vẫn kích động như vậy? Chan Son vội vàng về nhà nghỉ ngơi, đột nhiên bị gọi lại. Nhìn lại thì thấy một bóng người cao lớn. Em đi lâu thế, sao bây giờ mới về? Ôi chao, Chan Son của chúng ta cuối cùng cũng muốn ăn Te Ha rồi. Chan Son không còn khống chế được trái tim nóng bỏng của Omega nữa, thở hổn hển cầu xin Te Ha giúp hắn. Te Ha cuối cùng cũng xác định được phỏng đoán nhiều ngày, quả nhiên là một Omega. Cái này cũng đủ can đảm, sao anh dám sống chung với một lũ alpha, không biết sống chết thảm. Chan Son cọ sát trên lưng Te Ha, Te Ha phải cắn chặt răng. Alpha bị thu hút bởi pheromone ngọt ngào, ném con yêu tinh nhỏ vào giường. Mùi vị pheromone ngày càng đậm đà, làm cho hắn hạ bao nhiêu quyết tâm mới, xoay người rời đi. Vẫn chưa ra khỏi cửa, sau lưng có tiếng động lạ. Chan Son đang tự sướng trước mặt hắn. Chưa đủ đâu, còn khổ sở nhìn hắn. Làm ơn giúp tôi. Dù sao đi nữa, tôi không thể làm dịu cái nóng trong cơ thể. Một alpha chất lượng cao, làm sao có thể chịu được lời mời nồng nhiệt như vậy? Vậy tôi sẽ giúp bạn. Vừa mới động tay liền phát hiện có gì đó không ổn. Chan Son thú nhận vừa ở cùng với tiền bối xấu xí. Te Ha lập tức cay cú, không đợi nổi giận, liền bị Chan Son làm nũng dập tắt. Cần cô giúp Chan Son giải quyết thời kỳ phát tình. Chuẩn bị rời đi, bàn tay to lại bị Chan Son bắt được. Đừng đi, vẫn chưa đủ, làm ơn hãy tự giúp tôi. Là một alpha chất lượng cao, bởi vì làm ca sĩ thần tượng, luôn cố gắng kiểm soát cơn phát tình của mình. Bây giờ loại Omega gửi đến cửa này, hắn không còn lo lắng gì nữa. Cậu bắt đầu trước, cho dù người khóc nói hối hận, tôi cũng sẽ không phanh khẩn cấp. Sau 2 tiếng nhấp nhô, Chan Son giải tỏa xong, thì lại ôm mặt khóc. Te Ha mất kiên nhẫn hỏi có định khóc mãi không, như thể tôi ép buộc anh. Tôi mới là nạn nhân. Chan Son đảo mắt sưng nói tôi không khóc vì điều đó, bởi vì anh vừa cố đánh dấu tôi. Te Ha cũng rất ủy khuất. Không phải vì pheromone của bạn quá ngọt. Tôi gần như đã phạm sai lầm, tôi cắn vỡ miệng mới chịu được. Chan Son nhìn vết thương trên khuôn mặt đẹp trai, cúi đầu xuống và nói xin lỗi, để tránh phát tình bất cứ lúc nào. Te Ha đã giúp hủy chuyến đi gần đây nhất. Chan Son còn muốn đấu tranh một chút. Bạn muốn người hâm mộ biết rằng bạn là một omega sao? Chan Son cảm thấy nản lòng rồi. Nhìn những người bắt đầu phát ra pheromone một lần nữa, Te Ha bất đắc dĩ ném khăn cho đối phương. Dùng cái này che cổ đi, pheromone của bạn không có nơi nào để đặt. Hương vị của tôi có thể giúp, đừng bao giờ làm những điều vô lý với khăn tắm. Chan Son ngay lập tức bị bốc hỏa. Thằng nhóc này có nghĩ tôi là một thằng biến thái không? Đứng lên thì đẩy người ta ra ngoài. Tôi đi ngủ đây. Ra ngoài đi. Te Ha hiếm khi lộ ra nụ cười nghịch ngợm, chắc anh đã đến giới hạn rồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng động quen thuộc từ cửa, sao hai người lại ở bên nhau? Chan Son thò đầu ra từ phía sau thân hình cao lớn, anh Du Gon đã về rồi. Nụ cười của anh Du Gon có chút kỳ lạ, không phải hai người cãi nhau sao? Khi nào thì quan hệ bình yên như vậy? Chan Son cười tủm tỉm, muốn nói chuyện riêng với Du Un. Te Ha đột nhiên đến gần. Tôi không muốn cậu bị phát hiện ngươi là omega, về phòng ngay đi. Để ngăn chặn sự tràn pheromone. Cái cớ hơi mệt. Nhanh chóng vào phòng mình. Du Gon mặt không vui hỏi Te Ha. Chính xác thì cậu đã nói gì để Chan Son trốn thoát? Cười xấu không phải việc của cậu. Hắn tự nói là quá mệt mỏi. Nói xong cũng bước về phòng. Cờ hờ U Gon nghiến răng. Xem ra tự mình ra tay vẫn là muộn rồi. Ngày hôm sau fan meeting náo nhiệt. Chan Son bị Te Ha dí vào một góc. Có ai trong thời gian phát tình còn chạy ra ngoài không? Rõ ràng tôi yêu cầu bạn hủy lịch và ở nhà. Chan Son liền phản bác. Hội nghị người hâm mộ hàng năm. Làm sao tôi có thể vắng mặt? Lại xin lỗi vì đã ho vài tiếng. Đêm qua bị người cắn cổ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Te Ha bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy hôm nay, bạn phải tránh tiếp xúc với các thành viên khác. Cậu là chuyện của Omega. Một khi bị phát hiện, toàn bộ nhóm của chúng ta sẽ kết thúc. Chan Son tuy đầy lòng không muốn, cũng không được không đồng ý. Bốn người trên sân khấu đổ mồ hôi như mưa. Người hâm mộ dưới sân khấu gọi vang tên. Sau màn trình diễn tuyệt vời, đó là thời gian trò chơi tương tác. Là người dẫn chương trình thay thế, Cung Te thông báo trò chơi tiếp theo là nhóm thử nghiệm. Cuối cùng chọn ra hai thành viên ăn ý nhất. Chan Son nghịch ngợm gây rối hỏi thắng có tặng thưởng không, lập tức khiến Cung Te hoàn toàn lo lắng. Trong sổ bàn của tôi không có phần nào viết. Nhìn Cung Te đổ mồ hôi lạnh, Chan Son ha ha cười lên thật là dễ thương quá. Vừa muốn đưa tay chạm vào Cung Te, cảm thấy ánh mắt như dao phía sau, lập tức nhìn. Nhóm tiếp theo thật tuyệt vời. Ba alpha đều tranh nhau muốn cùng Chan Son một đôi. Người hâm mộ ngoài sân ăn bỏng ngô đến ủng hộ. Bây giờ có một chương trình hay để xem. Đối mặt trước mắt ba vị đại soái ca, Chan Son cũng rất ngu ngốc. Đây có phải là lựa chọn mà người bình thường có thể đưa ra? Cuộc chiến giành một omega của 3A đã bắt đầu. Đối mặt ba đại soái, nhỏ omega đảo mặt, tim đập, thỏ đập loạn. Giờ U Gon hàng năm làm game đều siêu chủ động. Không phải ôm anh ta lại, cơ hờ cần ôm anh ấy lại. Anh ấy nhạy cảm thế nào khi bị phát tình, tránh tiếp xúc quá nhiều. Sau giây suy nghĩ cẩn thận, quyết đoán chọn một đôi với Te Ha. Vòng đầu tiên, anh bắt tôi phải đoán. Ha một cặp đôi hòa nhau. Vòng thứ hai của trò chơi là nhảy và đoán bài hát. Sau khi rút ra một bài hát ngẫu nhiên, một trong số họ đã tạo dáng cho bài hát đó. Một người khác bịt mắt và chạm vào cơ thể người kia, đoán tên bài hát. Chan Son lập tức ngốc rồi. Tối qua sau khi cắn cổ thì ổn định hơn, nhưng dù sao cũng là thời kỳ phát tình, nơi nào có thể chịu được loại trò chơi này. Khi cầm một dải vải trong tay, Te Ha một tay cướp qua. Không nói hai lời liền bịt mắt Chan Son lại. Loại trò chơi này phải nhanh chóng chiến đấu, đừng lãng phí thời gian. Sau đó lại một mặt nụ cười xấu, thì thầm vào tai Chan Son. Cậu sợ cái gì? Không phải anh vừa nói tình trạng tốt hơn sao? Mặc dù vẫn chưa bị ai phát hiện, có gì đó không ổn. NHNG hãy cẩn thận. Song Te Ha còn ác ý gõ vào cổ Chan Son. Bị bịt mắt Chan Son khẩn trương muốn chết, bởi vì không nhìn thấy. Cảm giác chạm vào trở nên kích thích hơn. Nhìn thấy bảng gợi ý, sau Te Ha cười một tiếng. Bài hát đó chắc chắn bạn sẽ biết. Tôi chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đoán đi. Chan Son quay người lại bắt đầu cẩn thận dò dẫm, mồ hôi từ trên xuống dưới, cũng không có chút ý tưởng nào. Cung Te phía sau nhắc nhở còn 20 giây nữa, Chan Son càng gấp, quyết định xem chân có động tác gì, bàn tay nhỏ trải xuống con cá trà bạc. Thằng này làm cái quái gì thế? Tại sao lại để micro trong túi? Đây không phải là tạo trở ngại cho đồng đội sao? Chan Son cầm lấy micro và muốn di chuyển đi. Khoảnh khắc bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hiểu được sự thật sau khi biết, cơ thể run rẩy không kịp đưa ra phản ứng khác. Te Ha cúi xuống vào bên tai Chan Son, nghiến răng gầm thấp, dám sờ soạng lung tung à? Muốn chết sao? Bịt mắt và nhầm hộp nhỏ thành micro, suýt nữa thì gặp rắc rối. May quá và bình tĩnh, may mắn không gặp nguy hiểm, làm cho Chan Son xấu hổ, không còn mặt mũi nữa. Về nhà ăn đùi gà ăn mừng một chút, cũng không được yên bình. Cung Te hỏi một cách thảm hại, hôm nay chọn đồng đội sao không chọn mình? Có phải vì lần trước khi tôi sai không? Không cẩn thận với anh, bị chân gà của Chan Son nhét vào chặn lại. Cậu thích ăn chân gà thì ăn thêm một chút, phần của tôi cũng đều cho cậu. Đuôi của con chó lớn lại bay lên trời. Em thích anh nhất. Cờ hờ An Son cảm thấy Cung Te thật sự quá dễ thương, vừa muốn đưa tay chạm vào đầu, phía sau liền dán tới một cái lồng ngực vững chắc. Du Gon từ phía sau còn giúp hắn hỏi cậu ăn no chưa? Chan Son mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, còn chưa? Tôi muốn ăn thêm. Du Gon thuận thế ôm Chan Son chặt hơn, xem ra tôi còn phải chờ thêm nữa. Cung Te đối diện nhìn chằm chằm, tôi đang ngồi đây, sao anh có thể? Cung Te hỏi anh có khát không? Để tôi đi mua Coke cho anh. Nói xong đứng dậy hướng hắn đi câu tay đi thôi. Tôi mời cậu ăn kem. Sau đó kéo người bước lớn về phía cửa. Cung Te không phải là buồn sao? Chan Son có thích anh Du Gon không? Nếu như thích tôi hơn thì tốt rồi. Chan Son ăn kem Du Gon mua cho. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Giờ U Gon quan tâm hỏi gần đây sức khỏe có tốt không? Từ khi bắt đầu tập luyện, bạn thường không được khỏe. Lần trước ngất xỉu cũng làm tôi giật mình. Chan Son liền gồng lên khoe, bây giờ tôi siêu khỏe mạnh. Du Gon sủng ái sờ đầu cái này, ta liền yên tâm. Lại nắm lấy tay Chan Son nghiêm túc nói, hy vọng cậu không có gì giấu tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cậu. Hôm nay Du Gon có vẻ hơi lạ, nhìn đắm đuối, quan tâm Chan Son thái quá, mê Chan Son đến mức không cần. Nhìn kem trong tay Chan Son tan chảy, không nói hai lời, nắm lấy cổ tay liếm nhẹ một cái. Mắt Du Gon cười nói, nhanh lên ăn đi, tất cả đều tan chảy rồi. Chan Son lập tức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, không cần suy nghĩ nhiều nữa, lại bị Du Gon khoác vai, nhấp một cái để chụp ảnh. Nói muốn gửi cho người hâm mộ xem, bù lại hôm nay trên sân khấu không chọn anh ta làm đồng đội. Trên đường về nhà, điện thoại di động của Chan Son đột nhiên đổ chuông, còn nghi ngờ nửa đêm ai sẽ tìm hắn. Vừa nhìn lập tức chết lặng, trong bãi đỗ xe Te Ha đang bí mật gặp bác sĩ. Bác sĩ gửi đến đây thuốc đặc trị phát tình. Để kiểm soát bản thân, cũng phải lau cổ để tìm chất ức chế alpha, nuốt luôn đi. Nhưng làm chú tôi sợ quá, không uống nước trực tiếp nuốt. Vạn nhất bị nghẹn thì sao? Chú muốn thuốc ức chế pheromone cho cháu. Quan tâm hơn, Te Ha tự nhiên sẽ không nói cho chú, nhưng lại hét lên một mặt cười xấu xa. Cậu có biện pháp tránh thai không? Quay lại nhớ xác nhận các mặt hàng bên trong túi, tôi đã để đồ tốt vào. Sau đó cổ vũ cho Te Ha và lái xe đi. Mờ tờ Te Ha tự nhiên đều đỏ bừng. Ông chú này nghiêm túc quá. Nhưng cảm giác hôm qua thật sự rất tốt. Nghĩ về khuôn mặt Chan Son của ngày hôm qua, tôi ngửi thấy mùi pheromone màu xanh lá cây. Hơn nửa đêm, tại sao lại từ bãi đỗ xe? Hương vị nồng nặc như vậy. Te Ha tìm theo pheromone thì liền bị sốc. Hôm qua còn ủy khuất người mà nhờ mình giúp đỡ, đang bị một tiền bối xấu xí bắt nạt bắt thổi ken, tranh đấu hết mình, thề chết nơi công cộng. Tiền bối xấu xí vẫn dí vào, còn phản kháng nữa, tôi sẽ đánh dấu trực tiếp cho cậu. Thật trùng hợp, không may lại bị Te Ha gặp phải. A1 có thể chịu đựng quá hòa bình, cũng không thể chịu đựng được. Không nói hai lời liền thưởng cho học trưởng xấu xí một quả đấm sắt lớn. Tham gia vào lúc này có chút không biết tốt xấu, thậm chí còn giúp học trưởng xấu xí nói chuyện. Sao cũng coi là quá nửa cảm giác. Phải gọi các bạn cùng một lúc là sao? Tham gia cũng không còn ai nữa. Sợ tính khí nóng này quá hòa hợp, biết đối phương là đe dọa hắn, làm mọi thứ lớn lên. Chan Son nói họ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Học trưởng xấu xí còn muốn xảo biện, lại nhìn ánh mắt ăn thịt người của Te Ha, liền thừa nhận bản thân chỉ là muốn giúp đỡ Chan Son. Vừa muốn chạy trốn thì bị Te Ha gọi lại, nắm chặt tay học trưởng xấu xí, dùng ánh mắt lấp lánh nói, sau này anh không cần phải giúp anh ta. Loại bận rộn này tốt nhất, cũng không nên xuất hiện trước mặt hắn, lại bị tôi nhìn thấy một lần nữa. Đừng trách tôi. Tiền bối xấu xí suýt nữa thì té ra quần, vít ga chạy trốn khỏi hiện trường. Lát nữa phải dạy một chút về sự rực rỡ không biết sống chết. Kết quả vừa mở miệng đã bị mùi pheromone nồng nặc đập một cú lộn nhào lớn, kéo người lên xe. Thuốc này do bác sĩ đặt hàng gửi đến, chất ức chế cảm giác. Ai biết Chan Son sống chết không chịu ăn. Te Ha không quen với tính khí nhỏ nhen của hắn, bóp mặt rồi nhét vào miệng. Trạng thái này trở về ký túc xá là muốn bị tập thể ăn thịt sao? Chan Son một cái tát mở eo ra, Te Ha chỉ có thể ra dùng miệng để đút cho Chan Son. Nếu không ăn nữa thì tôi thật sự không khách khí rồi. Tôi ủng hộ Chan Son không ăn, tôi thích xem hậu quả của việc không ăn. Chan Son vô tình nuốt thuốc, vừa ăn xong đã bắt đầu buồn nôn, đẩy Te Ha chạy xuống xe, ngồi xổm trong góc và bắt đầu nôn mửa. Te Ha nhìn thấy đầy dấu hỏi trong đầu, Chan Son đột nhiên bùng phát, không ăn, không phải cho tôi ăn, ăn có thể sẽ chết. Lần trước ngất xỉu trên sân khấu là tác dụng phụ, tôi bắt đầu từ thực tập sinh, mỗi ngày chỉ cần phải ăn mười mấy cái, tôi cũng sẽ tiêm chất ức chế có tác dụng phụ. Cuối cùng bác sĩ nói, nếu tiếp tục có thể sẽ chết, và anh ấy cũng nói, bây giờ, mọi thứ không có tác dụng gì với tôi, chỉ có để ăn pha, tự tay giúp đỡ mới, có thể khống chế trái tim tôi cũng là bất đắc dĩ mới, đi lấy lòng vị tiền bối kia, cuối cùng cũng biết sự thật, không có gì ngạc nhiên, khi nghĩ rằng, cậu luôn kỳ lạ, sau này cậu định cầu xin tên xấu xí đó giải quyết sao, cờ hờ An Son có thể có biện pháp gì, chỉ có thể như vậy. Te Ha lại hét lên muốn rời đi, Chan Son có chút kích động, nắm lấy cổ tay đối phương, có vẻ như đầu của bạn đã xuống nước rồi. Bạn là một thần tượng, trong trường hợp chuyện cậu là Omega bị lộ, chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ 4A, tham gia thảm hại, tốc độ thông tin lan truyền không kiểm soát được, tôi cũng không muốn, nhưng chỉ có cách này. Giây tiếp theo Te Ha ném người lên vai, như mang bao tải, bạn không có cách nào, vậy thì chỉ có thể làm theo cách của tôi. Cờ hờ An Son, bạn cứ ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Chan Son còn muốn đấu tranh một chút, trực tiếp bị Te Ha một câu nói làm ngơ rồi. Sau này cần giúp đỡ thì trực tiếp tìm tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Phương pháp này an toàn nhất, chỉ có một điều kiện là đừng nói với đồng đội khác. Te Ha trực tiếp đưa Chan Son đến chỗ ở riêng của mình. Chan Son còn muốn tham quan một chút ngôi nhà lớn xinh đẹp đã bị Te Ha kéo đi rồi. Không phải đưa bạn đến thăm đâu, trước tiên hãy giải quyết pheromone của bạn. Không có chỗ để đặt. Te Ha, bạn cần giúp đỡ hay là phải giúp đỡ người khác? Sự độc quyền chết tiệt này, cái mặt đẹp trai chết tiệt này, cơ thể hoàn hảo chết tiệt này, chết thật rồi. Te Ha và Chan Son ở bên ngoài lén ăn cà lem riêng, còn Cung Te và Du Gon ở nhà ngu ngốc chờ nóng như lửa đốt, có sắc, có tiền, có thân hình chất lượng cao alpha, chỉ là không giống nhau thôi. Chan Son và Te Ha đã vụng trộm được mấy lần rồi. Hai người trong nhà chỉ muốn không dám hành động, thật là gấp, điện thoại không trả lời, người cũng không trở về, cảm thấy anh trai yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân, chắc sẽ không bị bọn Sa Anh giữ lại rồi chứ. Tôi không thể đợi được nữa. Vừa đi ra ngoài tìm người, cửa có tiếng mở cửa, không thể chờ đợi để chạy qua, một cái ôm gấu người vào lòng, khóc díu hỏi anh trai, anh đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Điện thoại cũng không trả lời. Chan Son nhẹ nhàng trả lời, xin lỗi, tôi tạm thời có việc. Sao anh vẫn chưa ngủ? Nhưng bị Cung Te bắt được. Làm thế nào để bạn đi bộ? Bị ở đâu? Có đau không? Vốn đã có lương tâm rồi, hắn càng có lương tâm hơn. Không còn nữa, cái đó hơi đau lưng. Bên này không đợi xong lại đến Du Gon hỏi, cậu đi làm gì vậy? Sao cậu mới về? Chan Son còn muốn nói gì nữa, trực tiếp bị Du Gon vô tình vạch trần, bạn nói dối. Sao trên người cậu lại có titan, hương vị của hormone tổng hợp? Cậu có đi cùng anh ta không? Ha, một người đã làm gì? Chan Son cảm thấy vòng tròn hôm nay không giống như bình thường. Lại một bên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm hắn, trong khi giải phóng pheromone để ngăn chặn nói, em không tin anh sao? Du Gon hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn quyết định muốn độc chiếm Chan Son. Từ khi hắn phát hiện, sau khi có mùi Te Ha trên người Chan Son, không thể tập trung trong công việc, cứ nghĩ hai người họ chắc là có chuyện vớ vẩn. Còn xảo trá nói chỉ là đến phòng thu âm bài hát. Thông tin ghi âm bài hát của ai nhanh chóng được phân phối từ bên ngoài đó. Hắn quyết định không thể ngồi chờ chết nữa, nghỉ phép với người đại diện, nói gần đây bản thân quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không tốt, muốn hủy chuyến đi chiều mai, nhân tiện cũng hủy bỏ lịch trình của Chan Son, nhưng tạm thời phải giữ bí mật với Chan Son. Đội trưởng quả nhiên vẫn là đội trưởng, vừa đẹp trai lại còn danh mãnh. Cung Te ngu ngốc vẫn còn trong bóng tối, đang làm việc với người yêu thích của anh ấy. Người dẫn chương trình là fan cứng của họ, chết mê chết mệt khi thấy họ lấy búp bê 4A ra. Một người dẫn chương trình khác, để giảm bớt sự bối rối, nói chúc mừng đối tác theo đuổi ngôi sao thành công. Nghe nói Cung Te cũng là đại diện cho sự thành công của việc theo đuổi ngôi sao, bởi vì Chan Son mới quyết định trở thành ca sĩ. Có phải như vậy không? Cung Te ngượng ngùng thừa nhận. Chan Son ngạc nhiên, vì em là ca sĩ, cậu nhìn thấy gì vậy? Không hỏi thì không sao, hỏi cái tiếp theo. Cung Te lại xem là chính mình năm đó làm vlog cuộc sống hàng ngày. Chan Son căn bản không tin đó là chính mình. Lịch sử đen tối sao có thể có người xem được? Người ta nói rằng bài hát lúc đó rất dễ thương, lớn thế này, lần đầu tiên nhìn thấy người nhảy múa đáng yêu như vậy. Chan Son kiên quyết không may đây là sự thật. Người dẫn chương trình xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trực tiếp màn hình lớn phát sóng ảnh mê hoặc của Chan Son năm đó. Lúc đó màu xanh lá cây hay màu tóc đen, đâm một cái nhỏ, mặc quần bò rách lỗ, 10 ngón tay đeo đầy nhẫn, Cung Te ở bên cạnh luôn khen ngợi đẹp trai quá. Sau đó tay hư vô tư động chạm, câu nói tiếp theo của người dẫn chương trình trực tiếp làm Chan Son ngu ngốc rồi. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, tôi còn tưởng Chan Son là Omega, rốt cuộc trông rất dễ thương. Nếu Chan Son thật sự là Omega, Cung Te, bạn sẽ làm gì? Cung Te cười rạng rỡ nói thật tuyệt vời. Cung Te chủ động mời Chan Son cùng nhau tập thể dục, còn thể hiện kỹ năng một lần nữa. Kỹ thuật massage tuyệt vời của anh ấy. Chan Son thì thảm hại quá. Nguyên nhân thử vai là do hai người tham gia ghi hình xong chương trình, thay quần áo trong phòng thay đồ. Chan Son nhìn mình nhỏ bé trong gương, trên bụng cũng mềm mại một chút cơ bắp cũng không có, chả trách người khác luôn nói anh ta giống một Omega. Lại nhìn vào thịt gân bên trong của Cung Te, Chan Son nhìn suýt chút nữa thì nước bọt chảy khắp sàn nhà, nhút nhát cho Cung Te xem. Cuối cùng Chan Son quyết định lên một tay, bắt đầu từ bây giờ tham gia đội thể hình của Big Golden Mao. Cung Te đương nhiên rất vui vẻ, làm huấn luyện viên cá nhân của Chan Son, chính là học sinh này có chút không nghe lời. Cung Te đặt đệm là không còn nữa, lại xem quả nhiên chạy đi trực tiếp nâng sát. Cung Te sợ hãi vội vàng chạy đến ngăn cản anh trai, cần làm ấm trước khi nâng sát, nếu không anh sẽ bị thương. Chan Son căn bản không nghe lời huấn luyện viên, bàn ủi nhỏ này tôi nhẹ nhàng nâng lên. Chan Son vui vẻ khoe với Cung Te, kết quả dây tiếp theo theo một tiếng, cờ hờ an Son và sắt cùng nhau ngã xuống đất, quả nhiên cái eo bị trẹo. Chan Son lần đầu tiên nhìn thấy Cung Te tức giận như vậy, lại nhìn bóng lưng của sự tức giận kia, cũng không dám lên tiếng, nghĩ lát nữa tập thể dục xong mời Cung Te ăn cơm, chắc là có thể dỗ được rồi, chưa biết nên ăn gì. Cung Te đã trở lại rồi, trực tiếp để cho Chan Son nằm xuống. Anh ấy muốn giúp anh ấy massage vừa vặn thắt lưng, vừa nhấn hai cái thì nghe thấy tiếng hét của Chan Son, sợ đến nỗi Cung Te vội vàng dừng lại. Chan Son nói không sao, tôi chịu được, tiếp tục đi. Cái này mấu chốt là Cung Te không nhịn được, trong đầu không khỏi lướt qua đêm đó rượu cuối cùng. Chuyện vô lý mình đã làm với anh Chan Son, xem ra Cung Te sắp bắt đầu muốn làm chuyện bậy bạ rồi. Cung Te trốn vào nhà vệ sinh không dám ra ngoài, chỉ dám nghĩ đến anh Chan Son làm chuyện xấu. Chan Son là thần tượng của hắn từ nhỏ, tôi đã làm chuyện đó sau khi say rượu. Nhưng anh ấy không thể kiểm soát bản thân, sau đó dùng nước lạnh tưới mạnh lên mặt, trong lòng thầm mắng mình là một con thú lớn. Chan Son bên kia nhận được thông báo hủy chuyến đi như đã hứa, còn lo lắng có phải lúc nào cũng xảy ra chuyện gì không. Nhìn thời tiết bên ngoài, lại cảm thấy ở nhà thoải mái hơn. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chào, sau đó liền ôm chặt Chan Son. Mấy ngày trước mình không nên nổi giận với anh ta, cảm thấy làm bạn sợ, mấy ngày nay trong lòng vẫn không dễ chịu. Chan Son bị mặt nhỏ của Du Gon áp sát không khoảng cách này đỏ bừng. Nghỉ ngơi ba nói không cần xin lỗi, đều là lỗi của hắn. Du Gon nhìn chăm chăm vào Chan Son, cậu cười thật tốt, hiếm khi chỉ có hai chúng ta ở nhà ăn cơm cùng nhau, sau đó xem phim đi. Và sau đó là trong bếp, bắt đầu làm đồ ăn ngon cho Chan Son. Chan Son ngoan ngoãn chờ Du Gon. Nếu bí mật sử dụng mơ bị phát hiện, đội trưởng sẽ đối xử với tôi như bây giờ chứ. Nhìn đồ ăn ngon, hắn càng thêm bất an, sợ hơi ấm này sẽ đột nhiên biến mất. Phim sau bữa ăn vô tình nhàm chán, Chan Son là nhìn không vào được một chút, ăn vặt cho đến khi buồn ngủ. Sau khi phát hiện, chụp ảnh Chan Son an ủi buồn ngủ, thì ngủ một lát, tôi sẽ đi lấy cho anh một cái chăn và đợi anh ta quay lại. Nhỏ dễ thương đã ngủ rồi. Du Gon nhìn người đang ngủ, không thể không có một tâm trí khác, không thể kiểm soát bản thân, chỉ một miếng vào khuôn mặt hồng hào đó. Không biết phía sau một đôi lạnh lẽo ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Te Ha chính là một cái bắt gian tiểu chuyên gia, bất kể Chan Son ở cùng ai, làm chuyện xấu đều có thể bị hắn bắt được. Chân trước vừa gặp Du Gon trộm hôn Chan Son, chân sau lại phát hiện Cung Te và Chan Son hai mặt đỏ bừng. Bên trái ra khỏi phòng thay đồ, burner ghen của Te Ha làm đổ hết bình này đến bình khác. Ngâm tắm đi đi mùi chua, vẫn còn nhớ. Chan Son có biết Du Gon có ý tứ với hắn không? Lịch trình ngày hôm sau đã đầy, mọi người đều đang bận trang điểm. Quản lý không tìm thấy Chan Son, Cung Te bảo người ta thay quần áo trong phòng thay đồ. Người đại diện nhờ Cung Te đi gọi Chan Son đến trang điểm. Lúc này Chan Son đang đấu tranh với một chiếc áo thun, khóa nút sau lưng mệt chết, cũng không khóa được bạn. Vừa mở cửa muốn gọi người giúp đỡ, ngạc nhiên bởi một khuôn mặt đẹp trai, vội vã trốn vào phố thay đồ. Hỏi Cung Te tại sao lại đứng bên cửa. Cung Te cho biết người đại diện gọi anh ta qua trang điểm. Chan Son cũng không khách khí, kéo người vào nhà. Nhanh giúp tôi cài nút lại, Cung Te nói. Tất nhiên, nói chính là làn da của anh Chan Son cũng quá tốt phải không? Trắng và mềm như em bé. Cung Te cảm thấy mình lại bị bệnh rồi. Loại bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu đó kịp thời, Chan Son nhìn lại và mỉm cười. Cảm ơn cậu, nếu bản thân tôi sợ là một ngày cũng không mặc được. Giây tiếp theo, đột nhiên chỉ vào Cung Te, nói khóa kéo quần của bạn đã mở rồi. Nhiệt tình phải giúp Cung Te khóa lại, nhưng làm sao cũng không trừ được. Chẳng lẽ là hôm qua cắt móng tay quá ngắn sao? Cung Te hoàn toàn điên rồi. Chan Son cũng nhận ra có gì đó không ổn. Lập tức đứng dậy biểu thị, hay là tự mình làm đi, tôi không kéo được. Cung Te mặt đỏ bừng, đẩy cửa ra rồi bỏ chạy, thật là trùng hợp. Đi ra ngoài liền đụng phải Te Ha đến tìm người. Nhìn Cung Te bất thường mặt đỏ bừng, Te Ha đột nhiên cảm thấy đại sự không tốt. Lại nhìn xem đứng ở cửa Chan Son đang đỏ mặt, Te Ha đi thẳng qua hỏi. Cậu sẽ không bị hắn phát hiện là Omega chứ?